sau khi xảy ra sự cố phải dừng phiên đấu giá biển số xe ô tô vào ngày 22 tháng 8, thì theo thông báo mới đây của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9 với 11 biển số siêu đẹp. Cụ thể, trong buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 15 tháng 9 sẽ tổ chức đấu giá biển số tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội là 30K55555 và 19A55555. Buổi chiều cùng ngày sẽ tổ chức đấu giá 9 biển số còn lại thuộc tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng. Theo công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đối với khách hàng đã tạm rút tiền cọc và tiền hồ sơ nếu có nhu cầu đấu giá lại thì nộp tiền trước 16 giờ 30 ngày 14 tháng 9. Ngoài ra sẽ không phát sinh thêm khách hàng mới tham gia đấu giá 11 biển số trên. Trước đó ngày 22 tháng 8, phiên đấu giá trực tuyến biển số ô tô lần thứ nhất phải tạm dừng do lỗi kỹ thuật. Bà Lâm Thị Mai Anh, giám đốc công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho phiên đấu giá thứ nhất được công ty triển khai chu đáo, tổ chức nhiều phiên đấu giá thử nghiệm cho cá nhân, tổ chức tham gia trải nghiệm. Đến ngày 21 tháng 8, hệ thống đấu giá biển số ô tô cơ bản được vận hành một cách thông suốt. Tuy nhiên, từ 8 giờ ngày 22 tháng 8, Do lượng truy cập vào trang đấu giá trực tuyến tăng cao đột biến dẫn đến hệ thống kỹ thuật gặp sự cố, khách hàng không truy cập được vào phòng đấu giá biển số. Đối với khách hàng nộp hồ sơ tiền đặt trước và tham gia đấu giá 11 biển số xe ô tô ngày 22 tháng 8 sẽ đảm bảo giữ nguyên quyền lợi khi tham gia các phiên đấu giá tiếp theo đúng quy định để có thể tham gia phiên đấu giá 11 biển số ô tô siêu đẹp sắp được tổ chức lại. Người dân cần nộp 40,1 triệu đồng một biển số ô tô. Việc đấu giá được thực hiện trên trang thông tin đấu giá trực tuyến của công ty đấu giá hợp danh việt nam vpa com vn